Máy bắn bóng bàn là dụng cụ chuyên dụng và có tác dụng giúp tập luyện bóng bàn tại nhà cho mọi người. Máy bắn bóng bàn là robot thông minh dùng để bắn bóng tới các điểm trên bàn bóng bàn nhằm giúp người chơi có thể tập luyện, nâng cao kỹ thuật hơn. Một sản phẩm đến từ nội địa chung máy bắn bóng bàn tuần hoàn Z6 Pro nâng cấp là một cái tên không thể bỏ qua khi bạn đang có ý định mua cho mình một chiếc máy để luyện tập. Máy bắn bóng bàn là thiết bị hỗ trợ người chơi bóng bàn khi không tìm được người bạn chơi đồng hành đây còn là loại máy giúp bạn rèn luyện kỹ năng đánh bóng bàn chuyên nghiệp mà không cần có bạn chơi các loại máy bắn bóng bàn này sẽ giúp bạn tự tập luyện một mình lên trình độ rất nhanh mà không cần đến sự trợ giúp giao bóng của các huấn luyện viên máy bắn bóng bàn tiếng anh có tên gọi là ping pong machine là một robot thông minh có tác dụng hỗ trợ tập luyện và nâng cao kỹ thuật trong khi chơi bóng bàn không chỉ phù hợp cho người mới tập chơi mà nó còn sử dụng để tập luyện nâng cao cho vận động viên bóng bàn Hiện nay, máy tập đánh bóng bàn được sử dụng phổ biến tại các câu lạc bộ bóng bàn, cơ quan công sở và cả hộ gia đình. Máy bắn bóng bàn có cấu tạo bao gồm động cơ, nòng súng, một hoặc hai chiếc khay đựng bóng. Khi hoạt động, chúng sẽ bắn lần lượt những trái bóng trong khay ra ngoài theo một tốc độ và vị trí được lập trình nhất định. Người chơi bóng bàn sẽ đứng ở phía đối diện với nòng súng để tập luyện. Máy bắn bóng bàn Z6 Pro, máy bắn bóng bàn Z6 Pro của thương hiệu Dúa Pong được thiết kế dạng tự đứng. Chức năng thông minh và hỗ trợ tập bóng bàn một mình rất hiệu quả. Máy bắn bóng hoạt động tự động và lập trình cho ra những pha bóng trên khắp mặt bàn như một vận động viên thực thụ. Với thiết kế chuyên nghiệp và thông minh mang cho người tập hệ thống bắn bóng chính xác đến hoàn hảo, đồng thời chống kẹt bóng rất tốt, có thể bạn quan tâm, khăn voan quàng hai hen Nhật cổ hoạt tiết thời trang cá tính mua ở đâu tại Việt Nam? Có thể phát bóng trên 11 vị trí của khắp mặt bàn giúp người tập có thể di chuyển và luyện tập hiệu quả hơn. Sản phẩm tích hợp bảng điều khiển bằng màn hình cảm ứng rất hiện đại và kèm theo bộ phận thu bóng rất tiện dụng, tích hợp 9 mức độ điều chỉnh độ xoáy của bóng tùy theo người tập chỉnh gồm xoáy xuống, xoáy lên, xoáy trái hay xoáy phải, thông tin sản phẩm tháo lắp cực dễ, bản nâng cấp chất liệu nhựa mờ mềm dẻo làm tăng độ bền của máy, màu đen, độ điều chỉnh đường phát bóng không bảy mức khác nhau, độ xoáy đủ loại xoáy với hai bánh linh động phát các loại khác nhau lên, xuống, ngang trái phải, không xoáy, hỗn hợp xoáy, độ biến hóa điểm rơi, có thể điều chỉnh, có thể biến hóa toàn mặt bàn, tần suất phát bóng, 50 đến 100 quả một phút, tần suất điểm rơi, có thể điều chỉnh không, 9 vị trí với các tốc độ khác nhau, trái phải theo ý muốn, độ ngắn dài, tùy ý một này, hai này, dài ngắn đều có thể điều chỉnh, tốc độ bóng, 4 đến 40 mét trên dây, dung lượng bóng, 200 quả, trọng lượng máy, 7 kg, trọng lượng đóng cả bì, 9,8 kg, nguồn điện. 11240V công suất điện 50V kép. máy bắn bóng bàn Z6 Pro có gì đặc biệt? Thiết kế thông minh, sử dụng tiện lợi. Máy bắn bóng bàn có chức năng tùy chỉnh chế độ điều khiển tốc độ và tần suất bắn bóng dễ dàng, phù hợp sử dụng để tập luyện bóng bàn tại nhà giúp nâng cao kỹ năng đánh bóng và kiểm soát bóng khi chơi ổn định mạnh mẽ, hồi phục nhanh chóng, bạo lực đánh bóng. Với máy đào tạo này thuận tiện để đào tạo và cải thiện kỹ năng của bạn. Lợi ích khi bạn sử dụng máy bắn bóng bàn, mỗi ngày tập 100 quả với máy bắn bóng bàn giúp tăng cường thể lực sau thời gian ngắn, tập với máy bắn bóng bàn giúp bạn hoàn thiện kỹ thuật rất nhiều. Lý do là bởi thiết bị này có khả năng tung bóng đều và chính xác hơn nhiều so với con người, với máy bắn bóng bàn, bạn có thể luyện tập bất cứ lúc nào mà mình muốn, máy bắn bóng có khả năng cho bóng xoáy tốt hơn nhiều so với người đánh. Điều này giúp bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình nhanh hơn. Lưu ý khi bạn quyết định mua máy bắn bóng bản, tính năng của máy bắn bóng, về cơ bản, máy càng nhiều tính năng, nhiều bài tập thì chi phí càng cao, trình độ luyện tập, nếu bạn là người mới tập thì cũng không cần thiết máy có quá nhiều tính năng, bạn có thể sử dụng máy bắn bóng một nòng, gắn bàn thì chi phí sẽ rẻ hơn, khả năng tài chính, giá máy bắn bóng bàn dao động từ 6 triệu 25 triệu, bạn có khá nhiều sự lựa chọn ở các mẫu này.